Chào cả nhà. Thì bữa nay mới mua mấy cái lò bếp cả nhà ơi. Chiều nay khai trương mấy cái lò bếp này coi. Coi sao đây. Nè, lò bếp nè. Mình đặt mồi cá sành nha. Không biết thành quả như thế nào đây. À, cùng đón xem anh em mình nha. Đặt lò bếp sẽ như thế nào. Khai trương mấy cái lọc mới. Đây ra như cái giớn vậy đó cả nhà ơi. Xong rồi đó. Để tiếp vào nhà ơi. Thành quả coi như thế nào. Rồi chục cái thôi thì nãy giờ mình đặt hai cái rồi. Rồi có gì thì mai anh em mình đi thăm rồi cho cả nhà cùng xem nha. Hẹn cả nhà lại buổi sáng. Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Giờ này thì em đi thăm lọc ếch cả nhà ơi, không biết chạy không đây. Có bự bành chi, bự bành chi đó, bự bành kia luôn cả nhà ơi. Chà bá lửa. Im rồi. À, tiên hết này bự rồi cả nhà ơi. Cái này cả nhà ôi, ếch nó bự nè. Ếch bành kêu cả nhà. Bỏ ngọn. Quá à. Ếch bự. Rồi, mình sẽ đi dài tới luôn cả nhà. Tới cả nhà ơi. Trời ơi, con ếch nó bự. Ông hội ơi kìa. Hết tiếng hết này rồi. Những lắm hết bận rồi. Thôi. Hết tiếng rồi. Vô con cá chê vàng luôn. Hết biết rồi cả nhà ơi. Con này cả nhà. Trời ơi con hết này cả nhà ơi. Dạ. Thôi cả nhà ơi. Ôi ôi con ếch. Dữ lắm con ếch đâu mà rồi. Quá thế con ếch. Còn á chà bá nữa cả nhà ơi. Cả nhà. Hết biết ếch bự rồi. Thêm con cá chê vàng nữa nha. Đặt lọc ếch dính cá. Dạ. Cá chê nữa cả nhà ơi.
cá chê vàng. Rồi mình sẽ đi tiếp nữa cả nhà ơi. Buổi sáng cả nhà ơi, thì anh em đang đi giã lập ếch, hai cái được 4 con, 3 con ếch, còn cá chê. Tới cái đằng đó nữa kìa. Đằng đó không biết có chạy. Ồ có. Em thấy có nhảy cả nhà ơi. Tới nữa rồi. Có cái đó là cả nhà thấy không? Em thấy có nhảy cả nhà ơi. Hay hàm quá, khai trường mấy cái dân mới này có lý quá, hiệu quả. Ôi ôi nó đi vô giò nó làm nội cha ơi. Hai ba con lên cả nhà ơi, vô bánh này. Hai ba con lên, ba con. ba con cả nhà ơi, ba rồi. nay ngon rồi. Im quá cả nhà ơi, ít bành không, hai con, ba con, quá im. Ba con luôn cả nhà ơi. Cái tiếp theo luôn cả nhà ơi. Chạy cua. Có hôm nay. Rồi luôn cái này chạy cua. Lập ếch bắt cua. Tới cái tiếp theo cả nhà ơi. Có. À, hai bà con. Trời ơi, dữ lắm rồi cái lập này rồi. Thôi, dữ lắm rồi, cứng ngắt luôn rồi. Nè cả nhà xem nè. Nè. Trời ơi, coi nè, 4 con luôn. Thôi, hết biết rồi cả nhà ơi. 4 con giống cả ký luôn á. Hết biết đã rồi. Vô mánh này. Ôi, 4 con im quá. Trời ơi. Coi này cả nhà. Ếch là bự. Đây nè cả nhà. 2 con. 3 con. Bốn con hết biết nó đã cái lạp này à. Đến tiếp luôn cả nhà ơi. Tới cái này nữa cả nhà ơi. Có hồng mà em gu đây. Có cả nhà ơi. Ếch bị chán luôn. Hai con cả nhà ơi. Hai con chà bá nữa. Hai em. Này cả nhà. Hai con bự cả nhà ơi. Con nữa. Rồi. Đây, con bự con nhỏ. Đây cả nhà. Qua em. Em thấy nó nhảy quá trời cả nhà ơi.
Tới rồi, em thấy nhảy quá trời trong lòng rồi. Thôi thôi thôi, cái này dữ lắm rồi cả nhà ơi. Nó nằm dấn luôn kìa cả nhà. Thôi coi kìa. Đó, cả nhà thấy không? Nó nằm trên dấn luôn kìa. Đó, cục đen thùi lùi đó cả nhà. Đó. Trời ơi, này. Trời ơi, cái dấn này như thế nào đây? Thôi dữ lắm rồi cả nhà ơi. 4-5 con gì lận. Hết đi trời. 4-5 con gì lận. Một con trước đây. Một con. Hai con. Ba con. Bốn con. Năm con. Đã cả nhà ơi, năm con hết bằng khi không. Quá hay im. Còn hết. Quá hay im cả nhà ơi. Làm con xứng đáng. Rồi, mấy cầm này thì mấy. Anh em mình thấy thêm cái này nữa cả nhà ơi. Thấy có nè, có biết nhiều hết đây. Nhảy kìa cả nhà. Nhiều hết đây. Thấy có đó. Thôi thôi thôi, dữ lắm, nặng rồi cả nhà ơi. Quá chừng quá đất cái này nó nặng rồi. Trời ơi. Cả nhà ơi. Con này cả nhà. Kiếm được nào rồi. Con này cả nhà. Cả nhà thấy không? Nè. Ấy. Ê. Quay. Quay. Dính lại. Gà gà. Nhiều quá nó nhảy gà cả nhà ơi. Trời ơi, cá chục mấy con không ạ? Quá rồi, quá rồi, quá rồi. Quá rồi cả nhà ơi. Bành chẳng không. Hết thiết đá rồi. Quá rồi cả nhà ơi. Trúng bánh này, trúng bánh này, trúng bánh này. Khai trương mấy cái lọc này ngon dữ lắm rồi. Trúng bánh rồi. Trúng bánh rồi cả nhà ơi. Qua thấy ít nó ngon. Còn không, hết rồi, hết rồi. Rồi mình tiếp tục thôi cả nhà ơi. Nặng rồi đó cả nhà. Tới cả nhà ơi. Tới nữa. Cái này em thấy cũng có nữa nè. Không biết nhiều hết à. Ngập luôn à. Thôi, trúng mánh nữa rồi cả nhà ơi. Vô mánh nữa rồi. Vô mánh cái lọc này nữa nè cả nhà. Trời ơi. Con này cả nhà ơi. Quá rồi cả nhà ơi. Quá thấy cái lọc này rồi. Trúng mánh mấy cái này rồi cả nhà ơi. Nhái vô nó chết queo luôn. Trúng mánh mấy cái này rồi. Ếch cả nhà ơi. Quá thế rồi. Kiểu này chắc mua lọp đặt thêm nữa quá cả nhà.
Quá rồi cả nhà ơi, dữ lắm rồi cả nhà ơi. Thôi, dữ lắm ngon rồi. Còn con hết. Dữ lắm ngon rồi. Lên trên kia ăn cái nữa coi. Dạ ơi, đúng nhất dữ lắm cái lọc rồi cả nhà ơi, đúng nhất cái lọc dữ lắm rồi. Rồi cái này trúng mánh nữa cả nhà ơi. Quá rồi, quá rồi, quá rồi, cái này trúng mánh nữa rồi, hết biết rồi cả nhà ơi con hả. Quá khứ rồi, cái nào cái nấy dữ lắm rồi. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Nhóc hết trơn. Quá rồi, quá rồi. Vô mánh rồi. Trúng miệng rồi. Vô mánh rồi cả nhà ơi. Còn hết. Hết. Rồi. À, xong. Thành quá anh em mình đi tối qua cả nhà ơi. Chắc cũng cả 6-7 kg. Thành quả của anh em mình nha, đêm qua nha, 2-3 lớp nằm ở đây luôn đó. Cái nhà ơi, này ớt này chắc không về này làm cái gì? Làm gì ăn giờ cả nhà? Mình nướng hay xào bạc hà? Quay qua đây, tôi đang xé giấy quay qua cái này. Hẹn cả nhà clip sau nha. Xin chào cả nhà.